Tây Bắc vốn được biết tới là vùng đất đậm bản sắc, cùng với những món ăn truyền thống đặc trưng không nơi nào có được. Với sự phát triển của mạng xã hội, cùng với tư duy kinh doanh mới mẻ, sáng tạo, khao khát làm giàu cho quê hương, nhiều bạn trẻ đã có những hướng đi khác biệt để giúp cho các đặc sản quê nhà có thể lan tỏa và khẳng định thương hiệu trên thị trường. Hãy cùng đến với câu chuyện ngay sau đây để cảm nhận năng lượng đầy tích cực này. Mình đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, chỉ có một ngày cuối cùng thôi mọi người ơi. Bạn đã biết tin gì chưa? Chưa từng có trong lịch sử nhá. Nửa cân heo cháy tỏi và nửa cân lạp sườn. Với kênh TikTok hơn 1,1 triệu lượt người theo dõi cùng 24 triệu lượt thích, mỗi video chia sẻ của cô gái này đang thu hút hàng triệu lượt tương tác. Với tư duy và cách làm khác biệt, giữa một rừng sản phẩm đặc sản Tây Bắc, sản phẩm thịt các bếp Tây Bắc mang thương hiệu Hu Hô đã xây dựng được vị thế khác biệt trên thị trường và lan tỏa được đến hàng triệu người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội. Sinh ra và lớn lên ở Lào Cai, Huyền Hu Hô mang trong mình niềm đam mê khám phá ẩm thực vùng cao. Đó là lý do để cô gái trẻ lựa chọn con đường trở thành một người sáng tạo nội dung trên nền tảng số để lan tỏa cảm hứng về những đặc sắc ẩm thực của Tây Bắc đến với cộng đồng. Giá trị mà mô hình mang đến cho bà con không chỉ dừng lại ở việc tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định, mà hơn thế còn giúp bà con tiếp cận với tư duy và cách làm nông nghiệp giá trị cao. Bà con được tham gia các khóa đào tạo, trang bị kiến thức khoa học để tham gia vào quy trình sản xuất và chế biến. Để nâng cao giá trị sản phẩm, Huyền Hu Hô đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như công nghệ hút chân không, tuyệt trùng, cùng với tư duy về việc xây dựng thương hiệu, đầu tư thiết kế bao bì sản phẩm. Nhờ vậy, các đặc sản Tây Bắc có thể truy xuất nguồn gốc và hiệp hóa hơn rất nhiều trong mắt người tiêu dùng. Bản thân mình là một người con của núi rừng Tây Bắc, mình rất mong muốn cái sản phẩm Tây Bắc quê hương mình lan tỏa tới bạn bè phương xa trên toàn quốc. Với cả khi mà mình sản xuất cái sản phẩm này, mình rất là mong muốn mình góp một cái phần công sức nhỏ đó cho bà con có công việc này, có thu nhập ổn định và có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Hành trình rời phố về quê dù còn nhiều thử thách gian nan, song với niềm đam mê và sự kiên trì sáng tạo, những người trẻ không chỉ tạo nên một cộng đồng nông nghiệp tử tế, bền vững, mà bên cạnh đó còn góp phần quảng bá vẻ đẹp của văn hóa và con người quê hương đến bạn bè trong nước và quốc tế.